Hi, chào mừng tất cả mọi người đã vào channel. Thì khi kết hôn với công dân Mỹ, đến với cái giai đoạn phỏng vấn thì hầu hết ai cũng rất là lo lắng và bối rối. Tuy nhiên, nếu các bạn vững tin đây là một cuộc hôn nhân thật và chuẩn bị thật kỹ những giấy tờ cũng như nắm rõ các chi tiết về mối quan hệ thì không có gì là khó cả. Và sau đây, mình xin gửi đến cho các bạn một số những câu hỏi để các bạn có thể chuẩn bị một cái tâm lý thật là thoải mái để bước vào cuộc phỏng vấn. Câu hỏi số 1: lần đầu tiên bạn đã gặp chồng hoặc vợ của mình ở đâu và khi nào? Câu hỏi số 2: lý do hai người gặp nhau? Câu hỏi số 3: chồng, vợ của bạn bao nhiêu tuổi? Ngày sinh nhật là ngày mấy? Câu hỏi số 4: chồng, vợ làm gì để kiếm sống? Câu hỏi số 5: chồng, vợ, bạn đi học ở đâu? Câu hỏi số 6: chồng, vợ, bạn có những bằng cấp hoặc bằng chứng chỉ gì? Câu hỏi số 7: chồng, vợ, bạn định cư Mỹ theo diện nào? Câu hỏi số 8: chồng, bạn đang làm việc ở đâu? Câu hỏi số 9: chồng, bạn làm full time hay bán thời gian? Câu hỏi số 10: công việc đó đòi hỏi bắt buộc những gì? Câu hỏi số 11: ngoài công việc đó, chồng bạn có làm thêm gì nữa không? Câu hỏi số 12: lương của chồng bạn là bao nhiêu? Câu hỏi số 13: chồng bạn đang sống ở đâu? Câu hỏi số 14: chồng bạn đang sống chung với ai? Câu hỏi số 15: trước khi đi Mỹ, chồng bạn sống ở đâu tại Việt Nam? Câu hỏi số 16: chồng bạn sống ở tiểu bang thành phố nào của Mỹ? Bạn có biết tên đường không? Câu hỏi số 17: tôn giáo của bạn là gì? Câu hỏi số 18: tôn giáo của chồng bạn là gì? Câu hỏi số 19: khi đang hẹn hò, hai người thường làm gì? Câu hỏi 20: bạn có những sở thích gì? Xin kể ra. Câu hỏi 21: chồng của bạn có những sở thích gì? Xin kể ra. Câu hỏi số 22: bạn thích những loại nhạc gì? Câu hỏi số 23: chồng của bạn thích loại nhạc gì? Câu hỏi số 24: bạn thích thể loại phim nào? Câu hỏi số 25: chồng của bạn thích thể loại phim nào? Câu hỏi số 26: bạn thích đọc loại sách nào? Câu hỏi số 27: chồng của bạn thích đọc loại sách nào? Câu hỏi số 28: bạn và chồng, bạn đã có trao đổi quà tặng cho nhau không? Xin giải thích. Câu hỏi số 29: việc cầu hôn diễn ra khi nào và ở đâu? Câu hỏi 30: bạn có biết tên anh chị gia đình bên chồng bạn không? Câu hỏi 31: bạn đã từng gặp ai bên gia đình chồng chưa? Câu hỏi 32: bạn có tổ chức lễ đính hôn không? Câu hỏi 33: lễ đính hôn của bạn được tổ chức ở đâu? Câu hỏi 34: lễ đính hôn của bạn được tổ chức khi nào? Câu hỏi 35: xin miêu tả cụ thể về đám cưới của bạn. Câu hỏi 36: đám cưới hay lễ cưới của bạn có được tổ chức theo tôn giáo hay tín ngưỡng của bạn không? Xin giải thích rõ. Câu hỏi 37: bạn và chồng bạn kết hôn khi nào? Câu hỏi 38: bạn và chồng bạn kết hôn ở đâu? Câu hỏi 39: có những ai tham dự lễ cưới của bạn?
Câu hỏi 40. Có những người thân nào trong gia đình dự đám cưới của hai bạn? Câu hỏi 41. Sau khi cưới, anh ấy có gửi tiền hàng tháng chu cấp cho bạn không? Câu hỏi 42. Lễ cưới của bạn được tổ chức ngày nào? Câu hỏi 43. Trước khi cưới, hai người đã từng đi du lịch ở đâu? Câu hỏi 44. Bạn có hình ảnh của lễ cưới không? Câu hỏi 45. Những ai trong gia đình bạn tham dự lễ cưới? Câu hỏi 46. Những ai trong gia đình của chồng bạn tham dự lễ cưới? Câu hỏi 47. Có bạn bè nào tham dự lễ cưới không? Câu hỏi 48. Chồng bạn có bao nhiêu anh em, trai và chị gái? Câu hỏi 49. Cha mẹ của bạn có tham dự lễ cưới của bạn hay không? Câu hỏi 50. Hai bạn có dự định làm đám cưới lần nữa ở Mỹ hay không?